Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm thứ Tư 5 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng từ Castel Gandolfo để đến Vatican, nơi Ngài gặp gỡ 7.000 tín hữu và khách hành hương trong buổi triều Ít Trung tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã nói về những dòng mở đầu của sách Khải Huyền. Đức Thánh Cha nói rằng, cầu nguyện là một cách để nói chuyện với Thiên Chúa và lắng nghe Ngài. Ngài nói, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta xem xét về chủ đề cầu nguyện như được đề cập trong phần mở đầu của sách Khải Huyền, còn được gọi là Apocalypse. Cách nào đó, đây là một cuốn sách khó hiểu, nhưng sách Khải Huyền chứa đựng nhiều điều phong phú. Chính ngay những câu mở đầu của cuốn sách đã chứa đựng một ý tưởng lớn. Những câu này cho chúng ta thấy trên tất cả mọi sự, cầu nguyện có nghĩa là lắng nghe Thiên Chúa nói với chúng ta. Ngày nay, trong bối cảnh ồn ào của quá nhiều những từ ngữ vô nghĩa, rất nhiều người đã mất thói quen lắng nghe, không còn tha thiết muốn lắng nghe lời Thiên Chúa. Các dòng mở đầu sách Khải Huyền dạy cho chúng ta rằng, cầu nguyện không phải là những lời dư thừa để xin Thiên Chúa ban cho chúng ta các nhu cầu khác nhau, nhưng đúng hơn là cầu nguyện phải bắt đầu như một lời chúc tụng Thiên Chúa vì tình yêu của Ngài và vì món quà trọng đại của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã mang lại cho chúng ta sức mạnh, hy vọng và ơn cứu độ. Chúng ta đón nhận Chúa Giêsu vào cuộc sống của chúng ta để công bố lời xin vâng của chúng ta với Chúa Kitô, để nuôi dưỡng và đào sâu đời sống Kitô của chúng ta, liên tục cầu nguyện sẽ mặc khải cho chúng ta ý nghĩa sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta và trong lịch sử. Sau đó, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào đến các tín hữu hành hương đến từ Anh Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Hoa Kỳ và nhiều phái đoàn khác nhau. Đặc biệt trong buổi tiết kiến gặp gỡ chung hôm nay, có phái đoàn các linh mục học ở Roma và được thụ phong linh mục vào năm 1971 đã trở về họp mặt nơi ngôi trường xưa là Đại học Giáo hoàng Urbano thứ 8 hay còn gọi là Trường Truyền giáo, nằm ngay trên đồi Gallicano đối diện với dinh phủ Giáo hoàng và chỉ cách công trường Thánh Phêrô chưa đầy nửa cây số. Đây là một địa điểm đẹp nhất của Roma, nhìn bao quát được cả thành phố. Những cựu sinh viên về họp lớp năm 1971 chính là các bạn học cùng lớp với tôi. Trong số những người trở về ngôi trường xưa, có nhiều thành phần rất đặc biệt, gồm có một thượng phụ giáo chủ người Syria và Lebanon, chính là thượng phụ Joseph Yunan, chính người sẽ tiếp đón cuộc thăm viếng của Đức Thánh Cha sang Lebanon những ngày sắp tới đây. Có tổng giám mục Thomas Ye, gốc Đài Loan, hiện nay làm sứ thần đoàn thánh Algeria và Tunisia. Có tổng giám mục Ezra Cornelius, người Sudan, giám mục Bosco Butu, người Ấn Độ, và giám mục John Baptist Kakwa, người Uganda. Cuộc hội ngộ một tuần lễ ở Roma rất là cảm động, ôn lại những ngày tháng đẹp nhất được thụ huấn nơi chính trái tim của giáo hội là kinh thành muôn thuở Roma, ở một thời điểm đặc biệt với các biến cố công đồng chung Vatican thứ hai vừa kết thúc và mở ra một trang mới cho giáo hội. Sau khi chịu chức cho đến nay đã 40 năm, mỗi người đi một phương trời khác nhau, môi trường phục vụ khác nhau, nay trở về kể lại cho nhau nghe những mảnh đời, những biến cố của từng người thật là sống động, vui mừng biết bao và vô cùng cảm động vì bàn tay Thiên Chúa đã nâng đỡ và bao bọc chúng tôi. Mỗi người, mỗi sứ mạng rất là khác nhau, mà không ai khi đó biết trước sau này sẽ ra sao. Khi đến Roma du học, lớp thần học vào năm 1967 và được chịu chức năm 1971, có tất cả là 96 linh mục đại diện cho 60 quốc gia khác nhau, 6 lục địa. Riêng Việt Nam lúc đó có những vị cùng lớp là Đinh Đức Đạo hiện ở Xuân Lộc, Trần Mạnh Duyệt ở Roma, Bùi Văn Muôn Hoa Kỳ, Trần Công Nghị Hoa Kỳ và Trần Công Ngự ở Bỉ. Sau buổi tiếp kiến, Đức Giáo Hoàng trở về nơi nghỉ mùa hè của Ngài là Castel Gandolfo. Trong
Trong buổi đọc kinh truyền tin Chủ nhật 2 tháng 9, Đức Thánh Cha cảnh cáo anh chị em tín hữu đừng sống một tôn giáo phù phiếm không tình yêu. Trong kinh truyền tin trưa Chủ nhật, Đức Giáo Hoàng kêu gọi các Kitô hữu đừng biến tôn giáo thành một thứ hình thức bề ngoài hời hợt, vì điều này cuối cùng sẽ dẫn con người xa rời Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói. Trong thư, Thánh Tông đồ Giacobbe cảnh báo về hiểm họa của một tôn giáo phù phiếm. Ngài nói với các Kitô hữu hãy thực hành lời Chúa, chứ đừng nghe suông, nếu không anh chị em chỉ lừa dối chính mình. Sau đó, Đức Thánh Cha đã nói về 10 điều răn của Đức Chúa Trời là điểm chung giữa Do Thái và Kitô giáo. Theo Đức Thánh Cha, mục đích của các điều răn không phải là nhằm giới hạn con người, nhưng làm cho họ được gần gũi hơn với Thiên Chúa. Nếu một người không thực sự hiểu tôn giáo, thì họ có nguy cơ từ bỏ tôn giáo của mình và đặt tiện nghi vật chất lên trên mọi thứ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, mục đích của tôn giáo là để sống đời mình trong sự chăm chú lắng nghe Thiên Chúa, bằng cách làm theo ý của Ngài, ta sống trong tự do đích thực. Nếu cảm nhận này không còn, thì tôn giáo bị giản lược thành các hoạt động thứ cấp, thay vì đáp ứng nhu cầu của con người để có một mối quan hệ tốt đẹp với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha kêu gọi các Kitô hữu và tín hữu các tôn giáo khác hãy đặt Thiên Chúa ở trung tâm của cuộc sống của họ. Ngài nhấn mạnh rằng đặt niềm tin lên vị trí hàng đầu sẽ giúp họ cải thiện xã hội. Hàng ngàn người tham dự tang lễ Đức Hồng Y Carlo Maria. Đức Hồng Y Angelo Scola, đương kim Tổng giám mục Milan, đã chủ trì đám tang của người tiền nhiệm là Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, người đã qua đời sau một thời gian dài đấu tranh với bệnh Parkinson. Đức Giáo Hoàng đã không tham dự tang lễ, nhưng Ngài đã gửi Đức Hồng Y Angelo Cosmatri làm đặc sứ của Ngài. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y Cosmatri đã đọc thông điệp của Đức Giáo Hoàng. Thông điệp có đoạn viết: Chúa đã hướng dẫn Đức Hồng Y Carlo Maria Martini trong suốt cuộc đời của Ngài, giờ đây đang chào đón người đầy tớ không mệt mỏi của tin mừng trên thiên đường. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em hiện diện nơi đây và những ai than khóc cái chết của Ngài. Linh cữu của Đức Cố Hồng Y đã được dân chúng kính viếng trong 3 ngày. Trong thời gian đó, khoảng 200.000 người cầu nguyện trước linh cữu của Ngài để bày tỏ lòng kính trọng của họ. Khoảng 20.000 người đã tham dự thánh lễ an táng của Ngài bên trong nhà thờ chính tòa của Milan, trong khi hàng ngàn người khác theo dõi thánh lễ thông qua các màn hình ảnh lớn được thiết kế bên ngoài nhà thờ. Đức Hồng Y Angelo Scola nói trong thánh lễ: Anh chị em rất thân mến, chúng ta được kêu mời đến đây vì sự qua đi của con người vĩ đại này của giáo hội, để bày tỏ lòng biết ơn vô biên của chúng ta. Những ngày này chúng ta đã chứng kiến một hàng dài các tín hữu và cả những người vô thần đã đến nghiêng mình trước Ngài. Trong những năm cuối đời, Đức Hồng Y Martini sống ở Jerusalem, nơi Ngài đã thúc đẩy mối đối thoại giữa các tín hữu và những người không tin. Đức Hồng Y Angelo Scola nói tiếp, Đức Hồng Y Martini đã không để lại một di sản tinh thần cụ thể nào. Di sản của Ngài là cuộc sống của mình và chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu những lời rao giảng của Ngài. Chính Ngài đã chọn một câu để viết trên bia mộ của mình. Câu này trích từ Thánh Vịnh 119. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Với những lời này, Ngài để lại cho chúng ta dấu vết để diễn dịch cuộc đời Ngài và tác vụ của Ngài. Sau buổi lễ, thi hài của Đức Hồng Y đã được chôn cất trong một nhà nguyện của nhà thờ. Đức Gioan Paolo II đã bổ nhiệm Ngài làm Tổng giám mục Milan. Ngài đã giữ vị trí này trong 23 năm. Trong thời gian đó, các quan sát viên nhiều lần dự đoán Ngài nằm trong danh sách được gọi là Papa Billy, có nghĩa là các ứng cử viên giáo hoàng. Kể từ khi Ngài qua đời ở tuổi 85, báo chí quốc tế đã nêu bật vai trò của Ngài trong việc tăng cường đối thoại giữa giáo hội và thế giới hiện đại. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 9. Trong tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các chính trị gia để họ luôn hành động với lòng trung thực, liêm chính và yêu mến sự thật. Liên quan đến nghĩa vụ truyền giáo mà Chúa đã ủy thác cho giáo hội, Đức Thánh Cha xin chúng ta cầu nguyện để trong các cộng đồng Kitô hữu ngày càng có thêm nhiều nhà truyền giáo, nhiều linh mục, nhiều giáo dân và thêm nhiều tài nguyên cho các nhu cầu mục vụ của các giáo xứ. Vatilix, luật sư cho Paolo Gabriel rút lui.
Trong một diễn biến gây kinh ngạc cho nhiều người, luật sư Carlo Fusco, người bào chữa cho Paolo Gabriel và cũng là bạn thân với bị cáo từ thời thơ ấu đã đột ngột tuyên bố rút lui thôi không bào chữa cho bị cáo nữa. Tuyên bố với các ký giả hôm 30 tháng 8, luật sư Carlo Fusco giải thích quyết định của mình là vì có những bất đồng trong phương án bào chữa cho Paolo Gabriel, người bị truy tố ra tòa quốc gia thành Vatican về tội trộm cắp với tình tiết gia trọng. Trước đó, hôm thứ Tư 1 tháng 8, luật sư Fusco cho biết khả năng có thể cải cho thân chủ của ông được tráng án là rất thấp và người cựu quản gia của Đức Giáo Hoàng có thể phải lãnh án từ 1 đến 6 năm tù giam trong một khám đường của Ý. Theo thông tấn xã ANSA của Ý, Christina Arup, một luật sư khác tham gia bào chữa cho Paolo Gabriel, cũng có thể tuyên bố rút lui, xét vì khả năng có thể biện hộ thành công quá thấp. World Youth Day is a great chance to consolidate our Catholic faith. See you in Rio. Ngày Quốc tế Giới Trẻ là dịp tốt để tăng cường đức tin công giáo của chúng ta. Hẹn gặp các bạn tại Rio. An toàn của Đức Giáo Hoàng có thể có nguy cơ trong chuyến thăm sắp tới tại Liban. Một linh mục dòng tên người gần đây đã buộc phải rời khỏi Syria cảnh báo. Cha Paolo Del Oglio, linh mục dòng tên người Ý. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ đến thăm Liban từ ngày 14 đến 16 tháng 9 để mang lại một thông điệp hòa bình và kêu gọi tôn trọng đa nguyên tôn giáo trong vùng Trung Đông. Cha Paolo Del Oglio, linh mục dòng tên người Ý, năm nay 56 tuổi, đã từng sống 30 năm tại Syria cho đến khi bị trục xuất hôm 16 tháng 6 vừa qua vì đã kịch liệt phê bình chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tàn sát hàng loạt thường dân vô tội trong cuộc nội chiến vẫn còn đang tiếp diễn với các thành phần nổi dậy. Cha Paolo Del Oglio, người đã giúp phục hồi lại một tu viện cổ kính có từ hơn 1.000 năm qua và xây dựng một trung tâm đối thoại với Hồi giáo tại Damascus, được xem là một chuyên gia về các vấn đề Trung Đông. Nói chuyện với thông tấn xã AP, cha Del Oglio nhận định rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban đầy rủi ro vì các lực lượng an ninh Liban không đủ khả năng bảo vệ an toàn cho Đức Thánh Cha. Thật vậy, sự yếu kém của các lực lượng an ninh Liban có thể nhìn thấy rõ ràng qua hàng loạt các vụ ám sát bằng bom nhắm vào các nhà lãnh đạo chính quyền, các ký giả và các nhà hoạt động xã hội. Một số các vụ ám sát tiêu biểu có thể kể đến là vụ nổ bom giết Mohamed Jihad Jibril, chủ tịch mặt trận Bình dân ngày 20 tháng 5 năm 2002. Vụ nổ bom giết hại Thủ tướng Rafik Hariri hôm 14 tháng 2 năm 2005. Vụ hàng chục tay súng bắn chết ông Pierre Jamayel là người công giáo nghi lễ Maronite, thành viên quốc hội ngay trước cửa nhà ông hôm 21 tháng 11 năm 2006. Và còn hàng trăm ngàn những vụ ám sát như thế nhắm vào các ký giả và các nhà hoạt động xã hội. Cả các thanh tra cảnh sát cũng bị ám sát, như trường hợp của ông Wissam Edith hôm 25 tháng Giêng năm 2008, khi ông này đang thi hành nhiệm vụ điều tra về vụ ám sát Thủ tướng Rafik Hariri diễn ra 3 năm trước đó. Theo cha Del Oglio, Liban là đất nước có quá nhiều phe phái với các quyền lợi đối chọi với nhau. Cộng đồng Sunni của Liban phần lớn phản đối Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong khi các thành viên trong tổ chức Alawite của cộng đồng Sunni là những người đồng hương của nhà lãnh đạo Syria, lại ủng hộ Bashar al-Assad. Những đụng độ gây thương vong trầm trọng giữa hai nhóm Hồi giáo Sunni đang gia tăng ở mức chóng mặt. Cha Paolo Del Oglio bày tỏ hy vọng rằng Đức Giáo Hoàng sẽ cho thấy rằng các Kitô hữu ủng hộ nhân quyền, bênh vực quyền bình đẳng dân sự và đã có một lịch sử lâu dài về lập trường chống lại các chế độ thối nát và độc tài toàn trị. Liban là một thông điệp cho thế giới. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mô tả Liban như trên vào năm 1997.
đó là lần cuối cùng một vị giáo hoàng thăm viếng đất nước này. 15 năm đã trôi qua và người thừa kế mới của Thánh Phêrô đang chuẩn bị tới đây, đất nước của các cây hương nam. Với dân số chỉ vỏn vẹn hơn 4 triệu, trong đó hơn 1 triệu dân sống chen chúc tại thủ đô Beirut, Liban là nơi có một sự hiện diện Kitô giáo quan trọng trong vùng Trung Đông với 40% dân số là Kitô hữu. Hầu hết người Kitô hữu tại Liban là người Công giáo nghi lễ Maronite. Hệ thống nhà nước Liban phản ánh sự cân bằng tôn giáo. Một nửa trong số các đại biểu quốc hội gồm 128 đại biểu và một nửa các bộ trưởng là những Kitô hữu. Phần còn lại là những người Hồi giáo. Dựa trên một thỏa thuận hiến pháp, Tổng thống của nước Cộng hòa là một Kitô hữu, trong khi Thủ tướng là một người Hồi giáo Sunni và Chủ tịch Quốc hội là một người Hồi giáo Shiite. Đất nước mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ đến thăm là một nước nhỏ nhưng rất đẹp và có một chiều dài lịch sử. Đức ông Gabriel Caccia cho biết, tháng 10 năm 2010, Đức Thánh Cha đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông. Đây là Thượng Hội đồng Giám mục đầu tiên của vùng này. Ngài cũng đã chọn Liban làm nơi công bố tông huấn Hội Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông vì tính chất lịch sử đặc biệt của quốc gia này. Trong những thời gian gần đây, Liban nổi bật lên như là một quốc gia trong đó các tín hữu Kitô có thể cùng với anh chị em Hồi giáo ngồi lại với nhau để cùng chung xây một đất nước phú cường và một xã hội lành mạnh dựa trên những giá trị căn bản như tự do lương tâm là điều căn bản cho sự cùng tồn tại trong hài hòa. Theo ý nghĩa đó, Liban là một mô hình tốt cho toàn vùng Trung Đông. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ công bố tông huấn hội Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô của Công giáo nghi lễ Melkite tại thị trấn Harissa. Năm 1900, một cộng đoàn giáo sĩ truyền giáo đã được thành lập tại đây và vài năm sau đó đã diễn ra lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương cung Thánh đường với nội thất được thiết kế theo phong cách Byzantine. Vương cung Thánh đường Phaolô là trạng dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha sau nghi lễ tiếp đón tại sân bay quốc tế Beirut lúc 1 giờ 45, thị trấn Harissa cách thủ đô Beirut 20 cây số về phía bắc và ở một độ cao 650 m trên mực nước biển. Tại đây lúc 6 giờ chiều ngày thứ sáu, Đức Thánh Cha sẽ ký công bố tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông. Thị trấn Harissa cũng là nơi đặt tòa sứ thần tòa thánh tại Liban. Do đó, Đức Thánh Cha sẽ lưu lại đây trong suốt thời gian 3 ngày thăm viếng Liban. Lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm xã giao Tổng thống Liban Michel Suleiman tại dinh Tổng thống ở Baabda. Tại đây, Đức Thánh Cha cũng có buổi tiếp kiến riêng với Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp các đại diện Hồi giáo tại dinh Tổng thống. Ngài cũng sẽ gặp nội các chính phủ, ngoại giao đoàn và các nhà lãnh đạo dân sự và văn hóa của Liban. Lúc 1 giờ 30 trưa, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục Liban tại Tòa Thượng phụ Công giáo nghi lễ Armenia. Tòa Thượng phụ Bozuma là một trung tâm quan trọng đối với cộng đồng tôn giáo Armenia. Nơi đó, các anh chị em giáo dân cử hành bí tích rửa tội và cưới. Có khoảng 100.000 người Công giáo Armenia ở Liban. Đây là cộng đồng quan trọng nhất vì họ vẫn nói tiếng Armenia, trong khi ở Pháp và Hoa Kỳ họ không nói được ngôn ngữ này. Lúc 6 giờ chiều ngày thứ Bảy, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới trẻ tại quảng trường đối diện với Tòa Thượng phụ Công giáo nghi lễ Maronite. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại trung tâm thành phố trên con đường ven biển, nơi thường xuyên tổ chức các buổi hòa nhạc. Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ và đọc kinh truyền tin với khoảng 300.000 tín hữu tại đây. Buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc họp đại kết với đại diện của các giáo hội chính thống ở Liban. Sự kiện này sẽ diễn ra tại Tòa Thượng phụ Công giáo Syria ở Charfat. Sau đó, Ngài lên đường trở về Roma. Mười lăm năm sau cái chết của mẹ Teresa. 15 năm trước,
vào ngày 5 tháng 9 năm 1997, một trong những người quan trọng nhất của thế kỷ 20 đã chết. Tên bà ấy là Agnes Jonha Borahil, nhưng với thế giới, bà chỉ đơn giản được gọi là Mẹ Teresa. Mẹ Teresa sinh tại Macedonia vào năm 1910, năm 18 tuổi, mẹ bước vào dòng Đức Mẹ Loreto và đến Ấn Độ để làm việc như là một nhà giáo viên trung học. Năm 1948, mẹ cảm thấy một ơn gọi mới, dẫn mẹ đến việc tận hiến cuộc đời để giúp đỡ những người nghèo nhất trong những người nghèo ở Calcutta. Chẳng bao lâu, mẹ Teresa đã thành lập dòng thừa sai bác ái. 45 năm làm việc không mệt mỏi cho những người nghèo, mẹ đã được trao giải Nobel Hòa Bình vào năm 1979. Tại Ấn Độ, mẹ được trao giải thưởng Prahat Ratna, đó là sự công nhận cao nhất của đất nước cho công tác bác ái mà mẹ đã thi hành. Tuy nhiên, sự công nhận lớn nhất đối với mẹ Teresa và thừa sai bác ái đã xảy đến 7 năm sau khi cái chết của mẹ. Khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước cho mẹ, Ngài mô tả mẹ như là một mẫu gương hoàn hảo của tình yêu Thiên Chúa và mẹ đã sống một cuộc sống như Chúa Giêsu bằng cách giúp đỡ những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Maria Montessori, bác sĩ và giáo viên được vinh danh bởi Google nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 142. Maria Montessori là một tín hữu công giáo và là một bác sĩ người Ý. Bà cũng là một giáo sư y khoa lừng danh được quốc tế biết đến vì phương pháp giảng dạy của bà đã được sử dụng tại ít nhất 20.000 trường học trên toàn thế giới. Bà cũng đang được công nhận Google Doodle trên trang chủ Google vào ngày kỷ niệm 142 năm sinh của mình. Maria Montessori là người phụ nữ đầu tiên tốt nghiệp y khoa tại Đại học La Sapienza ở Roma. Sau khi ra trường, bà là bác sĩ nhi khoa và tâm thần học và cuối cùng trở thành một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa. Với lòng yêu trẻ, Maria Montessori đã bước vào lĩnh vực trẻ em bị khuyết tật về tâm thần và hô hào xã hội cần phải đóng một vai trò hiệu quả hơn trong việc chăm sóc cho trẻ vị thành niên phạm pháp tại một thời điểm khi nhiều trẻ em ở Ý không được đi học. Cuối cùng, bà đã thành lập một trường học của riêng mình dựa trên các phương pháp do bà hình thành nên mà đến nay vẫn còn được sử dụng. Các phương pháp giảng dạy do Maria Montessori cổ vũ bao gồm lớp học, gồm các trẻ em ở những độ tuổi khác nhau và cho học sinh được chọn học những môn mà chúng cảm thấy yêu thích. Montessori qua đời vì xuất huyết não vào năm 1952, ở tuổi 81. Làn sóng Kitô hữu chạy trốn khỏi Mali. Hôm 30 tháng 8, tờ quan sát viên Roma đã đăng trên trang nhất tin tức về một cuộc khủng hoảng người tị nạn đang nhanh chóng leo thang tại Mali, là một quốc gia tại Bắc Phi. Tờ quan sát viên Roma cho biết, nhóm Hồi giáo vũ trang có tên gọi là Asadin đang dùng vũ lực và đặc biệt là các hình thức khủng bố để áp đặt luật Hồi giáo Sharia trên toàn lãnh thổ Mali. Nhật báo El Kaba của Algeria tường trình rằng ít nhất 200.000 người đã bỏ chạy tới các trại tị nạn ở Mauritania và Algeria. Hồi đầu tháng 8, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon cũng đã lên tiếng khuyến cáo Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xem xét các hành động và các biện pháp trừng phạt tài chính thích hợp đối với những người chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực này. Hôm 8 tháng 8, ông Ban Ki-moon nói, tôi cũng rất quan tâm đến báo cáo, theo đó các nhóm vũ trang ở miền Bắc đã có những hành vi vi phạm nhân quyền rất nghiêm trọng, bao gồm cả việc hành quyết tập thể các thường dân, hãm hiếp và tra tấn. Nhóm Hồi giáo Asadin được cho là có quan hệ với Al-Qaeda cũng phải chịu trách nhiệm trong việc phá hủy 9 trong số 16 lăng mộ tại thủ đô Timbuktu. Đây là nơi đã được UNESCO xếp loại là di sản thế giới. Hội đồng Hồi giáo tối cao của Mali đã mở các cuộc đàm phán với Asadin với hy vọng tìm được một giải pháp hòa bình. Trong khi đó, hàng ngàn người tiếp tục chạy trốn và phải đối mặt với tình trạng thiếu nước, thực phẩm và các dịch vụ y tế cơ bản. Phong trào Focolare tập hợp hơn 12.000 thanh niên tại Đại hội Genfest ở Budapest. Hơn 12.000 thanh niên từ 104 quốc gia đã tham dự Đại hội Genfest tại Budapest nhằm hiểu được các nền văn hóa khác nhau,
Cuộc gặp gỡ này bao gồm các thanh niên của các tôn giáo khác, vì theo lời Elizabeth đến từ Venezuela, để lắng nghe các ngôn ngữ khác nhau, các chủng tộc và giáo phái khác nhau. Hector, người Tây Ban Nha nói, à, nếu mọi người chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, tôi nghĩ rằng chúng ta thực sự có thể đạt được một tình huynh đệ phổ quát, thực sự và một thế giới đại đồng. Cuộc gặp gỡ lần thứ 10 được tổ chức tại Budapest với chủ đề xây dựng những nhịp cầu huynh đệ. Ý tưởng của đại hội rất đơn giản để thấm nhuần sự tôn trọng giữa các nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Để cuối cùng, chúng ta có thể có một thế giới lành mạnh, những bài phát biểu trong hội nghị đã được dịch sang 27 ngôn ngữ. Maria Vos, chủ tịch phong trào Focolare cho biết, tôi hồi hộp chờ đợi để được gặp gỡ với tất cả các bạn nơi đây. GenFest chắc chắn là một đại hội tưng bừng. Cuộc gặp gỡ này có được là nhờ sáng kiến của chị Chiara Lubich, người sáng lập của phong trào công giáo Focolare, Quốc hội Hùng Gia Lợi hoan nghênh GenFest vì sức mạnh tập hợp đông đảo thanh niên trong một tình huynh đệ phổ quát, tôn trọng khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và chủng tộc. Tuy nhiên, sứ mệnh của GenFest không chỉ về ý tưởng, nhưng là thực tiễn. Vì vậy, một phần lớn của cuộc họp đã đề cập đến thực tế đời sống và các cuộc xung đột trên thế giới. Những người từ Cairo, Đức Thánh, Burundi và thậm chí là một nhóm Phật giáo Thái Lan nói về nhu cầu này phải thay đổi thế giới theo quy tắc hãy đối xử với người khác như bạn muốn họ làm cho mình. Indente là hiệp hội giáo dân truyền giáo được thành lập vào năm 1959 ở Fernando Riello. Trong những ngày này, nhiều người trong số các thành viên đã đến thăm Roma để tham gia vào một khóa học đào tạo toàn cầu. Chị Joanna Sanchez, phó bề trên tổng quyền cho biết, toàn thể cộng đoàn chúng tôi không thể đến đây hết được, nhưng khoảng 140 nhà truyền giáo đang có mặt ở đây. Họ đến từ châu Phi, châu Mỹ, châu Á và châu Âu. Chị cũng cho biết sơ qua về người sáng lập NDT. Fernando Riello sinh ngày 28 tháng 8 năm 1923 tại Madrid. Khi tôi gặp ông lần đầu tiên, tôi nghe ông nói về Thiên Chúa. Tôi chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì giống như nó. Ông là một nhà thơ, một triết gia và tác giả của nhiều sách triết học. Fernando Riello đã qua đời ngày 6 tháng 12 năm 2004. Một buổi hòa nhạc đàn cầm được tổ chức do Maria Rosa Calvo Manzano, một trong những nghệ nhân xuất sắc về đàn cầm của Tây Ban Nha biểu diễn. Khoảng 140 người tham gia trong khóa học. Sau khóa học này, họ quay trở lại với các miền đất khác nhau của thế giới, tiếp tục công việc tân phúc âm hóa. Kính thưa quý vị và anh chị em, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Liban trong 3 ngày, từ 14 đến 16 tháng 9. Việc Catholic sẽ thực hiện phóng sự đặc biệt về biến cố này, xin quý vị và anh chị em nhớ đón xem. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin kính chào quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.